Nhận thức rõ lợi ích sau khi các tuyến đường giao thông trọng điểm được mở ra, nhân dân xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã đồng thuận nhất trí dành đất nông nghiệp, đất thổ cư cho dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng thi công các công trình trọng điểm. Xã Liên Phương vừa tiếp nhận 4 dự án làm đường qua địa bàn, gồm đường trục phía Nam, khu đại học Phú Hiến, đường trục trung tâm khu đại học Phú Hiến, đường trục phía Bắc khu đại học Phú Hiến và dự án đường đô thị. Ngay sau khi được chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền, 100% hộ dân có đất dự án đi qua đã đồng thuận dành đất cho dự án, gồm 810 hộ có đất nông nghiệp và gần 70 hộ có đất thổ cư. Hộ có nhiều diện tích như hộ ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Đông Triều gần 320m² đất thổ cư, hộ bà Đào Thị Bầu, thôn An Triều 1 trên 1.600m² đất nông nghiệp. Sau khi mà có các cái chủ trương, địa phương đã họp triển khai các cái nội dung đến người dân, đồng thời là triển khai qua các cái hội nghị của thôn thông báo dự án cho người dân nắm được và thông báo công khai quy định về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, chỉ sau thời gian ngắn, hai dự án đường trục phía Bắc khu đại học Phú Hiến và đường đô thị đã hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, đang tiến hành san lấp. Riêng dự án đường trục trung tâm và đường trục phía Nam khu đại học Phú Hiến, nhân dân đã nhất trí quyết định thu hồi và đang chờ thành phố ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư.